anh có nhận xét gì về chiếc Karen? Cái Karen bên này cũng chạy nhiều rồi, nhưng mà con này thì dáng đẹp. Hàng ghế thứ ba thì đúng là nhất á, không có xe nào bằng hàng ghế thứ ba con này đâu. Nhưng mà con này 1.5 thì chạy tiết kiệm xăng rồi đấy. Chắc là khoảng tầm 5-6 lít gì, cỡ tầm trong vòng 5-6 lít là phải đường trường, còn nếu mà trung bình nó phải 7-8 lít hoặc là 8 lít rưỡi. Đường phố thì không nói được, vâng. Đường trường thôi. Như thế là ngon rồi. Lần đầu tiên được nhìn thấy chiếc Kia Karen, và nhân tiện đây thì mình sẽ hỏi em Long một số câu hỏi xem thử là tại sao Long lại chọn cái chiếc Kia Karen này. Về cái đầu tiên cho anh nhận xét, nhìn to khủng, rất to. Và cái chiếc xe này lăn bánh hoàn thành hết toàn bộ giấy tờ là bao nhiêu em? Chiếc xe này lăn bánh hoàn thành thì nó sẽ tùy vào các cái showroom bán hàng. Khi mà em chọn showroom thì cũng được bạn tư vấn viên cũng hỗ trợ nhiều. Thì lăn bánh đâu đó của em khoảng rơi vào 810 triệu. 810 triệu là lái giấy tờ? Vâng. Còn đấy là còn chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ. Rồi, vâng. Cái đấy thì mình mua sau. Với cái chiếc Kia Karen này thì em nghiên cứu tổng thể có 7 phiên bản, thì tại sao em lại chọn cái phân khúc này là phân khúc ở giữa đúng không? Vâng. Hoặc là... Tức là khi mà em nghiên cứu cái dòng xe này ấy, thì em thấy rằng là cái phiên bản của họ trải rất là dài, có 7 phiên bản. Tuy nhiên rằng là cái bản Luxury này thì nó vừa phải, tức là những cái gì nó đem lại so với giá tiền là hợp lý nhất. Rồi. Có thể là với cái nhu cầu của em, chính xác là so với nhu cầu của em. Thaco cũng đánh mạnh đến cái phân khúc này là phân khúc chủ đạo đúng không? Vâng. Còn lại các phân khúc khác như kiểu là máy dầu hay là số sàn thì chỉ là nêu lên để anh em nào có thì đặt thôi, chứ vâng. Còn về chủ đạo bán là con này đúng không? Vâng, đúng rồi. Nếu mà thêm tiền thì chúng ta sẽ có một động cơ mạnh hơn, 1.4 turbo. Con này là 1.5 hút khí tự nhiên. 1.5 hút khí tự nhiên. Rồi. Với những người mà thích kiểu cảm giác lái về mạnh mẽ động cơ thì sẽ chọn 1.4 turbo. Rồi. Ai yêu thích máy dầu thì lại có bản dầu. Con 1.4 turbo là ngang với cả con Kia Seltos. Vâng, đúng rồi. Vậy là con này là nó là trục cơ sở kéo dài của con Kia Seltos nếu mà bản 1.4 turbo. Kể cả bản này thì bản thân con Kia Karen này khi mà em nghiên cứu thì cũng được tìm hiểu thì biết là đây là bản kéo dài trục cơ sở của Kia Seltos. Cao, dài. Thế là đỡ mất các cái chi phí, kiểu như sau này sửa chữa bảo dưỡng nó cũng dễ. Đó, nó chỉ là khung vỏ nó dài hơn thôi. Vâng. Chiếc xe này thì tại sao mà mình lại chọn? Ví dụ như trong các cái phân khúc như là Xpander này hay là Toyota Veloz này thì tại sao lại chọn phân khúc này? Hay là cao hơn một chút đi. Cao hơn chút có con nào nhỉ? XL7 thì không cùng phân khúc rồi, nó cũng gọi là em. Vâng. Về cái việc mua xe thì bao giờ người Việt mình cũng sẽ có một cái ưu ái đầu tiên trong ngoại hình. Vâng. Đúng rồi, rất nếu đẹp. Nếu mà để chọn ngoại hình thì em nghĩ là cái tầm đẹp tuổi trẻ của bọn em thì sẽ ưu tiên chiếc Karen này hơn chiếc Veloz và chiếc Xpander. Xpander cũng có một cái sự trẻ trung, nhưng mà nếu mà so về độ bề thế thì có lẽ là con Karen này sẽ nhìn bề thế hơn. Đẹp, vâng. To đẹp mà cảm giác nó mượt mà. Nó không, ví dụ như các dòng kia thì nó vẫn có những cái gai, như con này cảm giác rất mượt. Dạ, vâng. Kể cả những cái mặt ca lăng nhìn nó như xe điện luôn nha. Dạ, vâng. Tiếp đến nữa là về phần động cơ. Động cơ thì nói chung là ở trong cái phân khúc này thì động cơ của họ cũng xem nhau. Rồi. Cũng đều là 1.5 hút khí tự nhiên. Tuy nhiên rằng có một cái ưu điểm là ví dụ những ai mà muốn về cái nhu cầu cao hơn thì lại có thêm option lựa chọn, ví dụ 1.4 turbo hoặc 1.5 máy dầu. Rồi. Đấy là điều Veloz và Xpander không có. Rồi. Cái thứ ba nữa là thực tế là khi ngồi thì trước khi mua con Karen này thì em đã có ý định mua một con 7 chỗ khác, đấy là Veloz. Vâng. Tuy nhiên là khi em đến ngồi thử của Veloz thì em cảm thấy có một gì đấy nó hơi lấn cấn. Hơi lấn cấn à? Vâng. Có nghĩa là đây, em bước sang đây. Có nghĩa là với cái chiếc xe này ấy, thì nó gọi là mình không còn ngại ngần nữa, bởi vì mức giá nó chỉ hơn một chút nhưng mà nó to hơn, nó đẹp hơn và cảm giác là nó chắc chắn hơn, đúng không? Đặc biệt là nếu mà ai mà thường sử dụng hàng ghế ba thì em phải nói là con hàng ghế ba của Karen này ngồi cực kỳ thích. Okay. Rất nhiều người, ví dụ hôm trước em có đến đây thì cũng có một số khách khác thì họ cũng đã đến đây, họ nhận xem độ xe rồi sửa chữa xe thì họ có ngồi thử hàng ghế ba, họ thấy là rất là rộng. Rộng. Đặc biệt là con này hàng ghế ba của nó thì có thể ngả được rất là sâu. Còn lý do gì nữa không? Mức giá?
Mức giá thì thực tế mà nói là cái tầm giá loanh quanh khoảng 800 triệu này thì nếu như để cố lên một chút để có được ngoại hình đẹp hơn, ngồi rộng rãi hơn, cũng như là cái nội thất kiểu ưng hơn thì em nghĩ là sẽ nhiều người cố thêm một chút. Đúng rồi. Bởi vì là lên con này đi như này không ai nghĩ là tầm 800. Thật sự luôn, đi như này phải nhìn với cả Fortuner thì cảm giác nó Fortuner nó cao hơn một chút thôi. Chứ còn về độ rộng. Em có một bức ảnh chụp con này cùng với lại con Santa Fe. Ừ. Đứng cạnh nhau thì nếu mà nhìn thì dáng của Karen sẽ trường hơn Santa Fe. Ừ. Đó. To rất là nhiều. Vâng. Ok, có một số những cái gì mà em cảm thấy nó, nếu như mà trong phân khúc này đi mà nó có được thì nó sẽ hay hơn. Để mà có được mà hay hơn thì việc đầu tiên sẽ là phanh tay điện tử. Phanh tay điện tử. Tại vì hiện tại bản này tất cả các phiên bản đều đang là phanh tay cơ. À, tất cả. Nếu mà có được phanh tay điện tử thì sẽ hay hơn. Rồi. Và một cái nữa mà con Karen này đang thua kém riêng với Velox, đấy là hệ thống an toàn chủ động. Rồi. Và Velox thì có Toyota City đúng xe, rồi, đúng rồi. Còn xe này thì chưa có. Và có một cái nữa mà ở bản Luxury 1.5 khí tự nhiên này bị cắt đi, đấy là cảm biến trước. Đúng rồi, cảm biến trước là cái đấy cần đấy nhá. Bởi vì nhiều lúc xe to như này này mà không có, nhiều lúc mình lái nó sẽ khó cái cảm biến nhá. Nhiều lúc nó hay hơn camera, nó kêu tít tít phát là anh em biết là dừng lại. Đúng rồi. Gì nữa? Tạm thời thì em mới chỉ thấy như thế thôi, còn lại tất cả các cái khác thì em đều khá là ưng ý. Ok. Rồi, cảm ơn em. Và nhân tiện đây thì để mình sẽ quay lại cái chiếc xe này để anh em nếu như mua cái bản thấp hơn thì có thể là nâng cấp cho chiếc xe của mình. Thì với cái bản này đang là đèn LED rồi, nhưng mà cái bản thấp hơn ý, cái bản số sàn hoặc là bản gọi là bản thấp hơn cái bản Luxury này thì chắc chắn là nó sẽ đang là không phải đèn LED. Anh có thể độ thêm nhé. Cảm biến thì chắc là cái bản từ Luxury này nó không có, cái bản Turbo 1.4 anh nghĩ thường sẽ có. Vâng. Nhưng mà nếu mà không có thì mọi người cũng có thể làm thêm nếu mà mọi người là mới lái xe. Còn cảm biến áp suất lốp nữa. Ờ. Đây, em đến đây hôm nay là để lắp cảm biến áp suất lốp cho em Karen này đây. Rồi, ok. Đấy, cảm biến áp suất lốp thì chắc chắn là những phân khúc dưới 1 tỷ thì không có. Vâng. Nên mình cũng không thể nào mà ấy được. Rồi, gì nữa nhỉ? Nếu như mà cái gạt mưa này nó thay bằng cái gạt mưa kiểu lưỡi mềm thì nó đẹp hơn chút đấy. Còn chơi cái kiểu ba khoang sắt này thì nó sẽ không được sang. Nên cái này đấy mình đây có thể thay. Con này thì nếu mà chị em phụ nữ đi thì tiện là cái là nó có gạt mưa tự động, đèn pha tự động. Ờ, nên đúng là rồi. Cũng đỡ đi được cái phần nào thao tác. À, ghế điện thì sao? Ghế điện thì ghế lái có không? Ờ, không có anh ạ. Ghế phụ có không? À, ghế lái không có, ghế không phụ có. Thì chắc chắn không có. Dạ, thế thì bản nào có nhỉ? Bản cao hơn? Bản cao hơn có. Ừ. Bản cao hơn thì sẽ có cả sấy ghế. Ok. Và bản thấp hơn thì chưa có. Ok. Rồi, gì nữa nhỉ? Cửa sổ trời ấy. À, cửa sổ trời. Có nghĩa là cái bản Turbo là sẽ có cửa sổ trời. Bản cao nhất của 1.4 Turbo và bản cao nhất của 1.5 máy dầu sẽ có cửa sổ trời. Ừ, ok. Và có tùy chỉnh các chế độ lái. Ok. Bản thấp này thì ở các cái phần nút tùy chỉnh chế độ lái họ chỉ để nút chờ. Ok. Bây giờ thì mình đang đứng ở hàng đằng sau. Và như anh Giai cũng như là chủ xe có nhận xét thì cái chiếc xe này là anh thích nhất là những cái hàng ghế sau. Anh có nhận xét gì về chiếc Karen? Cái Karen bên này cũng chạy nhiều rồi, nhưng mà con này thì dáng đẹp. Hàng ghế thứ ba thì đúng là nhất á, không có xe nào bằng hàng ghế thứ ba con này đâu. Nhưng mà con này 1.5 thì chạy tiết kiệm xăng rồi đấy. Chắc là khoảng tầm 5-6 lít gì cỡ tầm trong vòng 5-6 lít là phải đường trường. Còn nếu mà trung bình nó phải 7-8 lít rồi. Hoặc là 8 lít rưỡi. Đường phố thì không nói được. Vâng. Đường trường thôi. Như thế là ngon rồi. Nói chung là một chiếc xe to, cao. Con này thì cũng rẻ mà. Nếu mà bản này cũng rẻ con 8, thì, 810 đấy. Con này trần xe cực kỳ cao. Ừ. Vì là em cao 1m74. Không, ừ. Em ngồi hàng 2 từ đầu em lên vẫn còn khoảng tầm 25 phân nữa. Kể cả ngồi hàng này lên cũng còn rộng như này mà. Nói chung là con này mà nhìn ngoại thất bên ngoài bề thế này đứng cạnh những em ví dụ như là Santa Fe hoặc Tucson thì nó vẫn là ngang ngửa. Đây mình có thể so ngay với Fortuner đứng cạnh đi. Ừ, Fortuner thì nó cao hơn một chút bởi vì là lốp nó to hơn. Và nhìn cái chiếc xe này cảm giác nó mượt mà. Đây mình có ngay một Xpander bên cạnh để so luôn. Xpander đây.
thì anh em nhìn thấy là nó kiểu như đường cạnh nó không thể nào mà sắc mượt mượt mịn. Cũng là đáng để cân nhắc. Như mấy bản này như mới nhập đúng không? Nhập hay là cái này lắp ở Thaco. À Thaco. Tại hôm trước cái thấy công bản nhập nó đẹp lắm. Còn về nhận xét ở đây mà chiếc xe luxury thì có cái màn hình trung tâm nó hơi bé. Bé. Nó phải bé. To như bản full ấy. Bản full cơ thì nó to hơn cái này thì tự nhiên thấy nó khác hẳn. Vâng. Nhìn nó đẹp với là hơn nó là mâm vằn á, nhìn rất đẹp lắm, mâm vằn rồi ở sao nếu mà khác. Để một người mà tương đối cầu kỳ một chút mà đánh giá thì con này sẽ được nhiều điểm. Thứ nhất là cửa gió điều hòa đẹp. Ừ đúng rồi, cửa gió điều hòa. Rất đẹp. Cửa gió điều hòa đẹp. Âm trần. Âm trần ấy. Và nó xoay núm xoay ở dưới cũng khá đẹp. Chứ không phải là gạt như Toyota Rush hay là đấy các là một điểm thứ hai nữa là tất cả cổng sạc ở trên xe là chuyển hết thành taxi. Rồi. Yêu ái ghê. Ở đằng sau cũng có luôn hai cái. Có đầy đủ. Ba nữa là trên xe thì rất nhiều hốc để chứa đồ. Đèn đúng rồi. Em miền lai chạy dọc xe. Miền lai chạy dọc hay xa hai bên xe. Rồi. Vàng. Mà cái thiết kế cái táp lô của nó nhá, nó cũng là nhựa thôi nhưng mà cảm giác nó sang hơn cái nhựa thông thường. Vâng. Nhựa giả da. Nhựa kiểu như nhựa có tạo hình 3D. Vâng. Kể là những cái vành loa ở cánh cửa này hay là cái hốc cửa kìa, nó cũng thực tế là cái con xe này mình chỉ tiếc là cái là trên ngay chỗ cái tắp lô nó làm nó không được đẹp, nó chưa cân đối. Ừ, không cân đối chưa, nó kiểu không... kiểu như nó to hơn một chút nữa thì nó sẽ đẹp hơn, vì một chiếc xe to mà vào nhìn cái màn hình nó hơi bé. Nó làm ngay chỗ đấy kia với là cái màn hình nó làm dải dài qua giống như con xe to đó được ngay. Cái đấy thì anh lên bảng 1.4 turbo Signature hoặc là 1.5 máy dầu thì sẽ có. Thì nó sẽ có nhưng không, nhưng mà nó cũng lớn hơn thôi chứ còn nó cũng không vẻ lắm đâu. Nhìn nó đẹp hơn. Do vậy mà cả nhà có nhu cầu lắp màn hình thì qua mình nha. Còn không thì cứ lắp cái Android Box để nghe nhạc rồi dẫn đường online. Rồi nó có thể tích hợp được cả biển Asclope ở trong cái chiếc màn hình trung tâm ấy luôn. Đấy, còn chiếc xe này thì anh em đang nghiên cứu để kích hoạt cái tính năng ẩn cảm biến Asclope ở trong cái màn hình Odo Zin của xe. Đấy, chiếc xe này thì nếu mà cầu kỳ này thì em Long có thể làm thêm cái cúp điện để có thể mở lên mở xuống thì nó sẽ tiện hơn. Còn chiếc xe này mình đang lót cái sàn thảm 3D đó, hoặc là anh em có thể dán PVF cái màn hình trung tâm này. Thì chiếc xe này còn gì nữa không em? Nhưng mà con này vẫn là 4 cảm biến rồi, ok rồi. Vẫn có cảm biến sau và cam sau. Thế thôi nhỉ, chiếc xe này cũng không có quá nhiều thứ nhỉ. Cam hành trình mà chơi cái đó thì xấu quá nhỉ. Cam hành trình thì đây là hãng tặng chứ nếu mà mình lắp thêm thì mình lắp loại nó đẹp hơn, đẹp nó nhỏ gọn. Đúng rồi, nhỏ gọn mà nó nhìn nó giấu vào nó đẹp. Đúng rồi, giấu vào nó đẹp. Và đây hãng tặng anh ạ. Cái này mà lắp màn hình xong cái lắp cái cam vào nó thì sẽ khác. Nhìn nó sang hơn. Nhìn nó sang hơn. Tại vì là xe này em nhận là cũng tương đối cận Tết. Theo như bạn sale có chia sẻ thì là cái lượng đặt hàng xe rất là lớn. Tuy nhiên nhà máy thì trả không kịp. Thế là đến tận ngày 25 Tết em mới được nhận xe. Mặc dù là em đã đặt từ tháng 11. Rồi. Dương. Chưa nhìn thấy xe luôn. Vâng. Chưa sờ xe, vẫn đặt. Vâng. Có được sờ xem, ngồi thử xe mẫu. Vâng. Ok. Con này chờ cũng lâu phết. Tại vì con này cái màn hình xong rồi nó thêm hai cái núm vàng vàng nó nhìn nó chán. Đẹp lắm. Cái xe rất là đẹp nhưng mà nó chỉ có nhìn thấy cái màn hình. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video với một chiếc xe phong cách mới hoàn toàn sau 10 năm với cả Karen kia, nó gọi là lột xác luôn. Lột xác hẳn này. Lột xác hẳn luôn. Đấy, với cái tầm giá loanh quanh khoảng 700-800. Thậm chí là máy dầu loanh quanh 1 tỷ. Thì cả nhà có thể nghiên cứu cái phân khúc hay ho. Nó cũng là một vấn đề để anh em có thể nghiên cứu rất nhiều những cái chi tiết nối liền cụm đèn hậu rất là sang chảnh, xịn mịn. Đúng là xe Hàn Quốc. Cái gì đẹp nhất thì cho lên. Anh em có thể nghiên cứu làm cho mua chiếc xe Karen bản mới nha. Cảm ơn anh em, bye bye.